Em Hoàng Tưởng xin được chào cả nhà nhá. Đấy, hôm nay em lên quay vườn vải ngọt nhà em. Theo như vừa rồi em có quay đấy. Cách đây một tuần thì có bác bảo là vải nhà em chuẩn bị ra lộc rồi. Vải nhà bác đợt này chuẩn bị ra lộc rồi. Nhưng mà hôm nay lên đầu ngọn vẫn im nhá cả nhà nhá. Vẫn im như thóc thôi. Đấy. Lá cây đã liền nha cả nhà nha, chuyển sang màu ngà xanh rồi, không thấy màu vàng nữa, là lá cây nó đã liền đấy này. Đấy, đang chờ hoa đây, đầu đang chờ hoa rất đẹp đấy. Chuẩn bị có đợt lạnh nha, ngày mai bắt đầu là lạnh đến đấy, lạnh trong vòng một tuần cả nhà, quá ok đấy. Hôm nay là mùng 10 rồi, lạnh một tuần nữa thì đúng vào thời điểm mà tầm 20 độ đi là vải ngọt là báo hoa nha. Đấy. Thì em điểm qua ngày, hôm nay là thứ bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày mùng 10 tháng 12 năm Quý Mão. Đấy. Em lên quay vải ngọt cho cả nhà xem. Đấy, em quay cho cả nhà xem nha. Cây chắc là tầm này đã liền rồi, em khoanh trong tháng 9 mà. Cây ngả sang màu đen hết rồi. Đấy cả nhà xem này. Đấy. Lá chuyển sang màu xanh mỡ rồi. Hồi, hồi cây rồi. Đấy. Năm này rất thuận lợi nha cả nhà nha. Năm này rất thuận lợi. Không phải tưới nước này. Không cần bịt băng dính này. Đấy. Những cây khoanh trước nó đã liền này, và đầu lộc này, và đầu báo chờ này, rất đẹp. Đấy cả nhà xem thấy chưa. Đấy, còn những bác mà làm vải lộc ba đấy cả nhà. Các bác làm vải lộc ba đấy, không có cái đầu chờ cái đâu. Đầu các bác còn đầu kim lim dim cơ. Đầu kim, một là đầu kim, hai là đầu cái đầu nó không thấy. Đầu còn đầu nó không không thấy đầu búp này. Đấy, em khoanh trước là giờ này nó có cái đầu búp này này. Thì cộng với đợt rét, đợt này nó rét nữa thì là được một tuần cả nhà. Một tuần, đợt này cũng nó rét cũng khá căng đấy. Có báo xuống xuống đến 6 7 độ cơ mà, 6 7 độ. Ban đêm. Ban ngày rơi vào 11 12 độ. Khá là căng, rét trong một tuần nhá. Đấy. Đấy, đấy nha cả nhà nha. Thì video trước là em quay ở đầu dưới, còn video này là em quay ở đầu trên. Đấy. Vườn khá là rộng thì em quay như vậy. Đây. Cây em khoanh chết đây. Đã trồng cây nó khá to bằng này rồi. Đấy cả nhà thấy chưa? Khoanh chết nhá, không phải là không chết đâu. Đấy, khác rút ra kinh nghiệm thôi. Đấy, trồng được cây này 2 năm, hơn 2 năm rồi, 3 năm rồi. Đấy. Vải ngọt ở trên đồi nha cả nhà nha. Trên đồi nha. Tầm này vẫn đang im. Đấy, có bác bảo là vải nhà em mà chuẩn bị ra lộc rồi. Đấy cả nhà. Chuẩn bị ra lộc rồi, nhưng mà tầm này vẫn im nha. Chưa thấy gì. Đấy, nếu mà vải ấy của em khoanh được trước ấy, kiểu gì sau này nó cũng sẽ ra hoa trước của các bác nhá. Kiểu gì nó cũng báo như vải Thanh Hà đấy. Đấy, lượt Thanh Hà đây là lượt của em mà làm mà nó đã ra rồi. Đấy, nó đã ra rồi nhá. Thanh Hà nhà em đã ra rồi. Thì có bác hỏi em ấy, vải u đến tầm này ấy là bón phân được chưa? Em bảo là nếu mà hoa độ tầm 5 sen, 5 sen đến 7 sen, vải u là các bác bón được rồi nhá. Bón NPK, bón lót. Được rồi. Ví dụ như cây vải u như cây này đi. Như cây này nó sẽ rơi vào khoảng độ tầm 70 cân. Đấy, 70 cân quả. 70 cân thì các bác cứ vào cho em 6 cân. 6 cân NPK nhá. Đấy. 6 cân NPK. Các bác cuốc nhé. Các bác cuốc bổ hố. Xong rồi các bác lấp xuống. Đấy như những cây này.
70 cân, 80 cân quả thì các bác cứ vào 6-7 cân NPK, NPK lâm thao, bón lót. Đấy, các bác cứ bổ hố cho em. Đấy, như thế này này, các bác cứ bổ hố đi, bổ 3 hàng từ trong ra, 3 hàng, 3 hàng ra, các bác bổ xung quanh nhá, bổ vòng xung quanh. Đấy, đây như cây này này, cây này là đợt trước là nó dở dương nhá, như những cây này là đón lộc 3 không được, mà lộc 2 nó cũng chả xong đây. Đấy, bây giờ nó thấy hiện tượng nứt nứt rồi đây. Loại này đón lộc 3 không được, lộc 2 cũng không xong. Những cây cây ấy là em khoanh đây. Đây nó cây, nó cây dở dương là em khoanh. Đấy, đến cũng gọi là cuối tháng 9 rồi là cũng phải khoanh nốt, em không để qua tháng 10 nhé cả nhà nhá. Lộc vải của em là không để qua tháng 10. Riêng năm nay 2023 ra 2024 này. Đấy, em không để những cây nào mà hình như đã được chục cây là 12 cây gì đấy là em không để qua tháng 10. Là đợt đấy là em có tưới nước. Tưới nước lấy lộc 3 không xong cả nhà. Tưới nước nó cũng chả ra. Bắt buộc phải khoanh. Đấy, phải khoanh thôi. Đấy, em quay cho cả nhà xem đấy, những cái lộc vải lộc 3 đẹp. Đấy cả nhà nhá. Cây nào cây đấy rậm tùm đẹp. Nói chung là đẹp. Đấy. Đầu vẫn còn im nhá cả nhà. Đấy. Còn im, chưa thấy gì. Nếu mà ra đấy thì là ra những cái cây này em hay quay ở trên là trên đỉnh này này. Đấy, có đợt trước đây em có quay ở những cây này là em có khoanh cây này cây lộc 2, em khoanh này. Cái vết khoanh là em cũng bảo cả nhà rồi đây. Trước là em cũng có quay ở đây này. Đấy. Vết khoanh là liền hết sạch nhá. Đấy, cả nhà xem này. Liền hết nhá. Chỗ này là liền hết đây này. Liền hết đây. Rõ. Đấy, liền hết nhá cả nhà nhá. Đấy, liền hết nhá. Đấy, cả nhà mới xem ra ngọn này. Đấy, đầu ngọn của nó đây này. Đấy. Đấy, đầu ngọn nó đây này. Chưa thấy gì nhá cả nhà nhá. Cây liền hết nhưng mà nó vẫn im này. Đấy, thấy chưa? Thì các bác bảo là vườn của các bác ra lộc rồi thì em không biết. Đấy, lá bắt đầu hồi cây này. Đợt mưa vừa rồi nó hồi cây này. Lá này, nhìn nó mỡ trở lại cả nhà. Đấy, nhiều vườn nhiều bác là không biết là đã ra lộc là như thế nào là em không biết. Chắc là những vườn của các bác là cây thiếu lộc nhá. Cây thiếu lộc nó mới có hiện tượng như vậy. Đấy các bác xem. Đấy, cây của em là nó không thiếu lộc đâu. Đấy, không thiếu lộc đâu nha. Đấy, cái cây của các bác là thiếu lộc là nó mới như vậy. Đấy, các bác cứ nghĩ là nhìn nó bình thường nhưng mà không phải bình thường nha. Cây khá là to đấy cả nhà, cây khá là to đấy. Đấy, đấy cả nhà thấy chưa. Đến thời điểm này là những cây này là hồi lá trở lại nhá. Đấy, ngày trước là em quay ấy, nó có chuyển sang màu ngả vàng, là tầm này là cây nó liền này, được cơn mưa vừa rồi này. Đấy, lá nó hồi nhá cả nhà nhá, đã có hiện tượng hồi rồi. Đấy, đây như những đầu ngọn đây. Đấy, vẫn im nhá cả nhà nhá. Đây này, thấy chưa, loại này sau này nó sẽ ra hoa trước của các bác, nếu mà ra thì nó ra trước đợt hoa đầu. Nó sẽ báo như kiểu vải Thanh Hà đấy. Đấy, thấy chưa? Vẫn im nhá cả nhà nhá. Không ra lộc đâu. Đấy. Các bác khoanh được trước này. Khoanh được cây đủ lộc này. Đấy, thì sau này nó sẽ được cái đầu ngọn nhìn rất đẹp. Cái đầu đang chở hoa này, rất đẹp. Không ra lộc đâu cả nhà. Chuẩn bị tới này là nó đợt lạnh rồi. Đợt lạnh lại được thêm một tuần nữa rồi thì là ok thôi, được thêm một tuần nữa. Đấy cả nhà xem này. Đấy,
đầu này chuẩn bị báo đến nơi rồi. Nhưng mà nó lại có đợt lạnh nữa. Đợt lạnh nó về thì chắc nó kéo dài được một tuần nữa thì là đến 20 tháng 12 âm lịch là ok thôi cả nhà. Đấy, lá đã chuyển trở lại nhá. Năm nay không phải tưới nước này, không cần phải bịt băng dính này. Đấy, rất ok. Đấy, em cứ đi quay vòng vòng cho cả nhà xem. Đấy, đủ lá, rậm rạp, thoải mái thì khoanh nó mới ăn được. Đấy, ấm thế này thì vẫn bình thường cả nhà, chưa thấy ra lọc. Nhưng mà nốt hôm nay nhá, ngày mai bắt đầu là trời trở lạnh rồi. Ngày mai có khả năng là chưa đến, nhưng mà nó sẽ đến là ngày kia, đêm, gọi là đêm ngày mai. Đêm ngày mai là lạnh sẽ đến nhá. Đấy, các bác cứ có ý kiến gì là cứ để lại phần comment. Đấy, nhiều bác bảo là vải đã ra lọc rồi, vải muộn ra lọc rồi. Có bác thì bảo báo hoa rồi thì em không biết, nhưng mà vải muộn đến thời điểm này là chưa phải thời điểm báo hoa của nó. Chưa phải đâu nhá cả nhà nhá, chưa phải đâu. Thời điểm báo hoa của vải ngọt đấy, nó phải rơi vào 20 tháng 12 đổ lên. Thì nó kém cái thanh hà 10 ngày nhá cả nhà nhá. Đấy, thanh hà như hôm qua là em quay những cái cây mà nó đã báo hoa đấy, là những cây khoanh sớm hơn. Thì cây vải ngọt ở trên này ấy, thì em có những cây khoanh sớm đấy, đầu của nó cũng chỉ là gọi chờ thôi cả nhà. Đầu chờ thôi, chưa thấy. Đấy, như những cây em khoanh lộc hai này, đầu vẫn đầu chờ thôi nhá cả nhà nhá, chưa thấy gì đâu, vẫn gọi là nằm đầu chờ, chưa thấy. Cây khoanh lộc hai nhá, khoanh từ mùng 3 tháng 9, nó cũng chỉ là sau cây vải thanh hà một hôm thôi cả nhà. Cây vải thanh hà thì em khoanh mùng 2 tháng 9, thì cây vải ngọt này là em lên khoanh là không biết 9 cây hay 8 cây đấy. Là nó đấy, vải ngọt nhá, là em khoanh ngày mùng 3 ấy, mùng 3 tháng 9 ấy, chỉ sau một ngày thôi. Nhưng mà cái vải thanh hà là nó báo rồi nhá, nhưng mà cây vải ngọt này thì chưa này. Cây vải ngọt ấy thì nó sẽ đi sau 10 ngày. Đấy, em làm theo xuân hạ thu đông nhá. Đấy cả nhà, xuân hạ thu đông. Cây vải ấy lúc mùa hạ ấy, thì mình lấy lọc cho nó kịp thời kỳ. Đấy, mùa ấm ấy mình lấy lọc sao kịp thời kỳ, để đến khi lập đông ấy là bắt đầu là khoanh. Lập đông cái là khoanh, khoanh để nó qua lập đông ấy là nó không có đợt đợt lạnh ấy cả nhà. Nó không có nó có đợt lạnh ấy cả nhà, là bắt đầu là lọc nó không thành. Là có cây này là cây em khoanh lọc hại, lấy lọc 3 không được này, lấy lọc 3 không được này, lọc 2 dở dương này. Đấy, nó ra kiểu trụi này này. Đấy, em dính tầm gần chục cây nhá cả nhà nhá, gần chục cây. Những video trước em cũng bảo rồi, gần chục cây các loại lông côm này. Đấy, loại này nó ra gì thì ra, kệ nó. Mình đợt đấy là em khoanh. Đấy, những cây đấy là em khoanh. Em khoanh cuối tháng 9. Đấy, em không cho qua tháng 10 là em khoanh rồi. Đấy, nó lôm côm cả nhà nhá. Đấy, như cây này là vẫn đang trong tình trạng ủ này. Đấy, lá chưa hồi phục nhá. Đấy, cây này chưa hồi phục. Đấy, chưa hồi phục. Thì em quay cho cả nhà xem tất tần tật. Gọi là cũng không đi được hết vườn đâu. Nói chung là đi được đến đâu thì quay cho cả nhà xem. Thì em xuống đây là quay cho cả nhà những cái cây mà xem nó hồi chưa. Cây mà em khoanh lộc 2. Đấy, lộc 2 đầu kim. Ngày mùng 3 tháng 9 âm lịch. Đấy, cây này đây. Nhìn nó thiếu lộc hơn nhá cả nhà nhá, không như cây lộc 3 được. Những cây này là thiếu lộc hơn này, không như cây lộc 3 ở trên kia được. Đấy, là rơi vào không biết là lại này này,
Đấy, nó cũng gọi là gần gần hồi rồi. Đấy nha cả nhà nha. Đấy, cây lộc 2. Đấy, cả nhà xem đầu này. Đấy, cả nhà xem những cái đầu này này. Đấy, nó cũng có ở trong tình trạng là đang đợi chờ báo hoa nha. Đấy, đang đợi nhá. Đây là cây bên này. Còn sang cây bên này đi. Đấy. Thấy chưa? Nó vẫn đang đợi nhá cả nhà nhá, vẫn đang đợi. Thì các bác bảo là cây lộc khai, cây lộc khoanh ấy ra lộc hết rồi thì em không biết, nhưng mà đấy, vườn của em thì vẫn ok nhá. Đấy, chỉ cần đợt rét này thôi. Quá tuần nữa là những cây này là sẽ báo hoa trước nhá. Đấy. Những cây lộc khai này sẽ báo hoa trước này. Không phun một cái gì. Đấy, các bác bảo phun ép loại này có nguy cơ là còn mất ăn ấy. Khoanh được đẹp này mà các bác phun ủ ấy, không cẩn thận là nó không ra đâu. Là nó ngủ luôn ấy. Cái lá nó, bản lá nó đã chuyển hơi hơi ngả vàng này. Đấy, tầm này nó liền, liền cây là nó hồi phục lại rồi. Như đợt trước là em lên là nó màu ngả vàng đấy. Các bác còn bảo em là em phun ủ rồi. Đấy, không phải đâu nhá. Đấy, em làm tự nhiên thôi. Thì đến thời điểm này vải của em là nó vẫn vải ngọt đấy, vẫn ok nhá, chưa có hề ra lộc gì đâu. Đấy, thì video em lên nói chuyện với cả nhà như vậy. Rồi em xin được chào cả nhà nhá.